thứ hai, và nó nằm khe thứ ba là nốt đô, nó nằm khe thứ tư là nốt rê, và cái nốt mà tiếp xúc ở trên cái khung nhạc nó nằm ở ngoài, ta gọi là nốt sol. Nôm na chúng ta thấy là có bài hát là, chúng ta để ý cái bài hát này, bốn nốt trong khe và là đô mi, bốn nốt trong khe, nhớ mãi nghe em, nhớ mãi không quên. Và khe đầu, nó pha là ở khe khe đầu tiên rồi, mà la khe hai, lá khe hai chúng ta thấy nó khá nghe này, rồi đố khe ba, đố nằm ở khe ba các bạn, và mi khe từ, chúng ta nhớ lại, và là đô mi bốn nốt trong khe, nhớ mãi nghe em, nhớ mãi không quên. Và khe đầu là khe hai, đô khe ba và mi khe từ, pha khe đầu là tọa độ 4-3, lá khe hai là tọa độ 3-2, đô là 2-1 và mi là 1-0. Chúng ta thấy có bài hát thế này: xòe bàn tay ta được khuôn nhạc đàn, bàn tay mình đó, hay là mi dòng thứ nhất, dòng nhì nó son, si 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 dòng ba khắc khi theo mũi tên đó các bạn, rê và phá trên dòng 4-5. Chúng ta lặp lại: xòe bàn tay ta được khuôn nhạc đàn, mi dòng thứ nhất, dòng nhì nốt son, si 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 dòng ba khắc khi, rê và phá trên dòng 4-5, rê trên dòng 4 mà phá trên dòng 5. Năm mình nốt thông dụng mà chúng ta thường dùng, dĩ nhiên là có hơn nữa các bạn, mà tương đương với dấu lặng. Đây là nó trắng, nó trắng, nó hình đó nó to thế này, mình không có đuôi nốt, trường độ nó là bằng 4 phách ở trên để số 4 các bạn. Và đây là dấu lặng tròn tương đương, nó là nó tròn thì nó nằm như thế này các bạn. Và nó kế tiếp là theo mũi tên là nó trắng, nó có đuôi nốt là nó nhỏ hơn nó tròn chút, trường độ nó là bằng 2 phách, các bạn thấy 2 phách không? Đây là dấu lặng trắng. Kế tiếp là nó đen bằng 1 phách, ở dưới này là dấu lặng bằng đen. Có thể trường hợp ta dây dấu lặng đen bằng cái dấu số 7 ngược các bạn. Đây là mốt móc đơn, trường độ bằng 1 phần 2 phách, và đây là dấu lặng móc đơn. Đây là dấu lặng nó móc đôi, và dưới đây là dấu lặng móc đôi, thì cái này đều giá trị trường độ là 1 phần 4. Đây là nốt, nốt này là nốt, nốt tròn này các bạn. Nó tròn chấm, tròn chấm. Theo nguyên tắc thì nó có chấm dôi á, thì cái trường độ nó bằng cái trường độ chính nó cộng với lại phân nửa, tại vì khi mà chấm dôi vô nó trồng phần độ phân nửa, chẳng hạn nó tròn chấm thì bằng 4 cộng 2 là 6 phách, trắng chấm thì bằng 2 phách của nó và cộng thêm phân nửa nữa là bằng 3 phách, đen chấm bằng 1 phần 2 thôi, 1 phách rưỡi, và dấu móc đơn chấm thì bằng 3 phần 4 các bạn. Đây là những hình thức dấu chấm dôi thông dụng. Má thì gồm có dấu này là dấu thăng, dấu này là dấu dáng tức là bemol, và dấu cuối cùng này là dấu bình. Dấu thăng là cái dấu mà nó làm cho nốt nhạc được tăng lên nửa cung, chẳng hạn như là nó son đầu tọa độ 3-0, son thứ hai là son thăng tức là tọa độ là 3-1, tức là nó thăng lên nốt lá. Và dấu này dấu dáng nè các bạn, dấu dáng có nghĩa là khi la 3-2 dáng thì chúng ta đi ngược lên là 3-3-1. Còn mà dấu thăng nằm ở đầu này tức là dấu thăng biểu, tức là dấu hóa biểu các bạn. Gặp dấu thăng này thì toàn bộ bài nhạc nếu đứng ở đầu khuôn đó thì toàn bộ bài nhạc này đều là thăng, hay nên nó pha là ta thăng hết chứ các bạn, gặp pha là thăng hết. Nhưng mà trong đây là có dấu bình, chúng ta thấy dấu bình không? Dấu bình nó vậy đó, giống như thế này thì nó làm cho nốt nhạc trở về vị trí bình thường. Và các bạn lưu ý dấu thăng bất thường nó chỉ có giá trị trong khuôn nhạc thôi nha các bạn. Chẳng hạn như bây giờ trong khuôn này nhạc này nó son thăng thì có chỉ giá trị son thăng thôi, tại nó bất thường, ra khỏi khuôn nhạc thì nó lại bình thường lại. Các bạn dấu nón ngân dài, đây gọi là thai nón các bạn, và dấu dấu luyến hay là dấu lái. Các bạn nhớ là dấu nón ngân dài là dùng để nói hai nốt nhạc cùng cao độ, hai nốt nhạc cùng cao độ ta nói vô thì nó gọi là dấu nón ngân dài theo cái mũi tên các bạn, và trường độ nó thì bằng tổng số trường độ của hai nốt, tức là dấu nón ngân dài này nó sẽ tạo ra là thành một chùm nốt nó có cái trường độ là 6 phách, thì khi ta kéo thì có thể lên nhiều lên nữa, thì nó diễn tả sự sự những tình cảm của tác giả các bạn.
Và dấu luyến thì cái đó hai nó nhạc khác cao độ thôi các bạn. Trong dấu luyến thì nó chỉ có hai ba nốt cho nên nó không kéo dài được, mà trường độ nó ngắn, các bạn lưu ý cái đó. À, phân biệt những dấu chúng ta có những hình thức liên ba mà thông dụng, chẳng hạn như cái đầu tiên là hình thức liên ba nốt đen. Liên ba nốt đen tức là hình thức là ba nốt đen mà nó trên nó có cái liên ba như thế này. Chúng ta nhớ là khi mà gặp liên ba nốt đen, chúng ta ba nốt thì diễn tả thành hai nốt rồi các bạn. À, lưu ý nó giống như là đảo phách vậy đó, thì là liên ba nốt đen bằng hai phách ở dưới tôi thấy. Rồi bây giờ liên ba tính nhắc lại, liên ba nốt đen này thường thấy trong các điệu bolero các bạn. Bolero là người ta hay dùng liên ba nốt đen. Và các bạn lưu ý là liên ba múc đơn, liên ba múc đơn thì ba nốt chỉ vô một phách, ba nốt vô bằng một phách. Thì chúng ta thấy nó giống cái móc đơn, nó gặp ngang cái hình biểu trưng mà số 3 trên này. Và chúng ta nhớ là liên ba móc đơn thì thường dùng trong những cái bài xì lô rắc. Và cái hình thức kế tiếp là liên ba móc đôi. Liên ba móc đôi á, ba nốt chúng ta đánh vô có nửa phát thôi các bạn. À, các bạn lưu ý cái đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn.